À, không biết dạy cháu của mình để cho hả chơi người ta, xong rồi người ta có bầu rồi bỏ ông mới là cái đồ thất đức. Trời ơi, Trời, lúc đó là chửi ông Bảy hả, ghê lắm người ta nói á. hả con nói hả? Không, ý là người ta nói. Nè, cái chuyện gia đình ông Bảy thì ông Bảy giải quyết, con không giúp đỡ thì thôi, con nói ra nói vô một hồi thành chuyện khác nữa rồi đó. Phải thì con chỉ muốn giúp ông Bảy thôi. Bây giờ ông Bảy phải có cái chứng kiến của mình đi chứ, con thấy. Mà bây giờ ông Bảy hết cách rồi, ông Bảy không biết tính sao đây nè. Có cách gì thì chỉ giùm ông Bảy, còn không thì thôi. Dạ, con gái của tôi đó, tôi cưng nó như trứng, tôi hứng như hứng hoa ha. Cho nên tôi không cho phép ai được coi thường con gái tôi. Cho nên tôi chấp nhận nuôi cháu ngoại, chấp nhận cho con gái tôi làm bà mẹ đơn thân. Nói cái gì? Cái gì mà con đi nước ngoài mấy ngày mà bây giờ mất vợ luôn. Cái nhân gì? Chứng vật chứng, có gì thì hỏi nó. Đâu đâu phu nhân? Ai phu nhân? Đây nè. Con hỏi con nè. Hỏi con gì? Ủa, con dính dáng gì trong cái vụ đám cưới của gia phú con? Thì hả? Vụ vụ đám cưới hả? Ừ, thì bữa ông Bảy đó, ông Bảy nói là bây giờ là ông Bảy quyết định là không cho cưới nữa, đúng không? Đó, 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 thì đó, đó. Thì đúng rồi, con đó, chỉ đó, nói đó. Là sự thật thôi mà. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mọi nhà.